mọi người. Hello cả nhà mình nha. Trời, anh Ngô đang ở một cái hồ rất là đẹp mọi người. Thì ở bên Mỹ này á, cuối tuần á, người ta hay ra mấy cái bờ hồ này đi bộ nè, tập thể dục nè, chạy xe đạp nè, dẫn chó đi. Trời, ta nói family sinh hoạt picnic rất là đẹp mọi người. Ở Cali thì có biển đúng không? Ở đây thì có cái hồ rất là lớn, rất là rộng đẹp. Bây giờ anh Ngô sẽ đi vòng vòng và quay cho mọi người xem nha. Đi mọi người ơi, bắt đầu đi nha. Không, để đi vào sâu trong kia rất là đẹp. Chim hót nha, mát mẻ. Trời nắng nhưng mà rất là mát, mọi người, lạnh lạnh á. Nắng nha, không có gắt nha. Không có gì qua thiên nhiên hết đó mọi người. Càng đi là càng thấy lạnh đó mọi người. Nghe chim không? Mọi người đẹp quá, đẹp luôn á. Thiên nhiên vậy thì còn gì bằng không mọi người. Đây là bà anh Ngô cho mọi người. Giờ anh quay phim quay dùm nha. Bạn bè ra đây picnic là một luôn đó mọi người ơi. Quá rộng luôn. Trời, cái hồ này nhìn giống biển thiệt luôn mọi người ơi, nó rộng lắm. Freezing out here, man. Are you zoomed in? You zoomed in too much. Cái này mà anh Ngô nghĩ mưa một trận cái nó có lũ lụt luôn á trời. Maybe flood. Easy huh? Yeah. For sure. Yeah. Look at those. Look at those mature. Anh Ngô nhìn kiểu này là trời mưa một trận lớn là lũ lụt đó nha mọi người. Coi nước kìa. Thôi đi tới mấy con vịt coi. Đẹp quá, đẹp quá. Kìa. Tới gần đây quay cho mọi người xem. Thiên nhiên sao mà đẹp quá vậy? Đẹp quá, đẹp quá. You worry I dropped. Yes. Yes. Chồng mình á, ảnh nói mình đi mình quay quay mình phải nhìn chứ không mình lọt tụm xuống đó. Thì bơi đúng không mọi người? Làm gì ghê vậy? Trời mà công nhận nước trong dễ sợ luôn. Trời ơi đẹp quá mọi người ơi, thấy nó dạng không mọi người? Mấy người đem đồ ra cho chim ăn kìa mọi người. Wow. Trời có con kiến mập rất mọi người. Trời ơi đẹp quá. Ủa
Is it bread? Con cũng có đi đây vậy. Lần đầu tiên thấy luôn nha, chợ kêu thấy bụi nha. Trời ơi, chim đẹp quá mọi người ơi. Seagull là con là tiếng biển gọi là gì trời? Cò hả mọi người? Con dĩa biển đó. Đẹp quá đẹp. Trời, bên kia trắng luôn á mọi người. Rồi, thêm thằng thất tình nữa rồi. Ví dụ kia nó tè xong cái nó ra đây nó ngồi mọi người. Tới đây coi mấy em trượt ván nha mọi người. Trời ơi, mấy em trượt nè. Nhỏ nhỏ không à. Hay quá. Thích không mọi người? Trời, thằng kia té dính râu luôn. Này là trò bạo lực nhưng rất là giải stress à. Thích quá. Nhảy lên tận cao luôn. Xung quanh cái hồ mà có mấy cái này chơi nữa lý tưởng quá không mà trời, có chim bay rồi.